Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ gieo cấy vụ xuân. Nhân dân Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đồng thuận xây dựng khu kinh tế Thái Bình. Hải Dương, Hải Phòng đẩy mạnh hợp tác du lịch. Hiệu quả mô hình báo động đỏ nội viện tại Bệnh viện Sản Nhi, tỉnh Hưng Yên. Nam Định thực hiện tốt công tác quản lý thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Thưa quý vị và các bạn, dù không khí vui xuân còn rộn ràng trên khắp mọi nẻo đường quê, song bà con nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Ninh đã tranh thủ nắng ấm xuống đồng làm đất, đưa nước, gieo vãi lúa, với quyết tâm hoàn thành gieo cấy 33.000 hecta lúa trong khung thời vụ, tạo tiền đề cho một vụ xuân thắng lợi cả về năng suất và sản lượng. Bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân trong tỉnh đã xuống đồng, bắt tay vào sản xuất vụ xuân 2019. Tính đến ngày 11 tháng 2, toàn tỉnh đã đổ ải được 30.000 ha, đạt hơn 90% diện tích gieo cấy. Toàn tỉnh cũng đã làm đất được 22.500 ha, sau mạ được 2.584 ha và gieo cấy được hơn 2.000 ha. Trong đó chủ yếu là diện tích gieo thẳng ở huyện Lương Tài và một phần của huyện Gia Bình, Quế Võ, thị xã Từ Sơn cấy được 150 ha lúa nếp hàng hóa. Bà con nông dân huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cũng tích cực xuống đồng, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân năm 2019. Vụ xuân năm nay, toàn huyện Kim Động gieo cấy với tổng diện tích 3.800 ha với phương châm nước lấy đến đâu, làm đất đến đó. Đến nay, toàn huyện đã làm đất được 1.500 ha, gieo cấy được trên 400 ha, trong đó gieo thẳng 150 ha, cấy trên 240 ha. Một số xã thị trấn có tiến độ gieo cấy nhanh là Lương Bằng, Chính Nghĩa, Nhân La. Hiện Ủy ban nhân dân huyện đã tăng cường chỉ đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, trạm khuyến nông, trạm bảo vệ thực vật và các xã thị trấn làm tốt công tác cung ứng giống, vật tư phân bón và điều tiết nước hợp lý, định hướng bà con cấy đúng khung thời vụ. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành gieo cấy trước ngày 5 tháng 3. Sản xuất sạch tiếp tục là xu hướng được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và bà con nông dân lựa chọn, bởi đây là cách làm đảm bảo đầu ra bền vững. Riêng năm 2018 đã có hơn 350 mô hình sản xuất rau sạch được phát triển. Bên cạnh những mô hình Việt Gáp, Global Gáp, từ năm nay, xu hướng sản xuất hữu cơ đã thu hút nhiều nông dân, doanh nghiệp tham gia. Hiện cả nước có hơn 1.000 chuỗi liên kết với 1.500 sản phẩm sạch. Chương trình đã có sự tham gia của hơn 100 hợp tác xã, 250 doanh nghiệp. Đặc biệt, sự tham gia của các doanh nghiệp lớn không chỉ tạo ra xu hướng, mà còn dẫn dắt sản xuất sạch đi những bước đi bền vững. Từ thành quả của năm 2018, bước sang năm 2019, ngành nông nghiệp xác định ba trục để phát triển, đó là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và nông nghiệp sạch. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Nam Định chủ trương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng cao vào sản xuất. Để đáp ứng được yêu cầu này, thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tiếp cận các thành tựu khoa học mới vào sản xuất, góp phần từng bước nâng cao các sản phẩm nông sản. Hiện nay, tỉnh có trên 322.000 hội viên nông dân, đạt 85% so với hộ nông dân. Trong những năm gần đây, nhiều hội viên nông dân không chỉ tiếp cận thông tin thị trường cũng như khoa học kỹ thuật, không chỉ qua đài báo, sách vở, còn biết truy cập Internet để bổ sung kịp thời những kiến thức hữu ích nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Với thông tin tham khảo trên mạng Internet, nhiều nông dân mạnh dạn áp dụng kỹ thuật nuôi trồng mới, đem lại nguồn thu nhập ổn định. Khi đã áp dụng công nghệ vào để trong kinh doanh và dịch vụ, thì cái hiệu quả kinh tế là nó sẽ chuyển biến rất là tốt. Trước kia thì muốn tiếp thị, muốn quảng bá được sản phẩm thì qua một thời gian dài. Nhưng mà cho đến thời gian hiện tại thì muốn quảng bá được sản phẩm của mình thì trong cái thời gian nó rất là ngắn để cho thị trường tiếp cận được với sản phẩm của mình nhanh hơn và cái hiệu quả được cao hơn, sức cạnh tranh lớn hơn thì thu nhập của nông dân sẽ được cao hơn. Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nông dân tỉnh ta đã mang lại hiệu quả trong nông nghiệp. Mặc dù phía trước còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng hy vọng với sự mạnh dạn khai thác các nguồn lực, đầu tư thực hiện nhiều mô hình, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất. Hy vọng rằng nông dân Nam Định sẽ góp phần đưa nền nông nghiệp của tỉnh nhà vươn lên tầm cao mới. Xây dựng khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển là các dự án trọng điểm của tỉnh Thái Bình đang được triển khai ở hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải.
Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, nên Thái Thụy đã đẩy mạnh các giải pháp, triển khai thực hiện các công việc theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Trong đó, vấn đề tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân ở các xã dự án đi qua là rất quan trọng. Đây cũng là nhiệm vụ được huyện Thái Thụy chỉ đạo các địa phương thực hiện ngay từ đầu năm 2019. Dự án tuyến đường bộ ven biển đang được triển khai xây dựng đi qua xã Thụy Trường có chiều dài 3 km, với diện tích phải giải phóng mặt bằng là 10 ha của gần 100 hộ dân. Xác định được tầm quan trọng của dự án, nên ngay sau khi tiếp nhận, xã Thụy Trường đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Do vậy, chỉ sau một tháng, công tác giải phóng mặt bằng đã được địa phương hoàn tất để bàn giao cho nhà đầu tư triển khai dự án. Ngoài tuyến đường bộ ven biển đang triển khai trên địa bàn, thì xã Thụy Trường cũng là địa phương được tỉnh Thái Bình chọn để quy hoạch xây dựng khu công nghiệp Thụy Trường với diện tích là 200 ha. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nên đa số người dân nằm trong diện quy hoạch cũng đều đồng thuận cao với dự án. Đại đa số hầu hết là ý kiến bà con dân thôn thì cũng đồng thuận với những cái dự án. Nếu mà tổ chức triển khai thì cái này là cái thuận lợi nhất để dân thôn chúng tôi có cái điều kiện phát triển kinh tế hơn. Nếu trong khu công nghiệp chúng tôi phải bàn giao cái đất cho dự án là 200 ha. Đấy. Thì trong đó cái số lao động liên quan đến cái việc mà sử dụng đất là các cái đối tượng trong cái độ tuổi thì cũng đang có cái hướng đề xuất cho đi để đào tạo nghề để có cái công ăn việc làm. Sau này dự án mà về thì sẽ đề xuất là ưu tiên cho con em ở thị trường được vào khu công nghiệp làm việc. Để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng triển khai dự án, huyện Thái Thụy luôn quán triệt rõ quan điểm mọi công việc được thực hiện trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Các cấp ủy, chính quyền luôn lắng nghe tiếng nói của người dân, kịp thời đối thoại giải quyết những vướng mắc nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để triển khai thực hiện hiệu quả, kịp thời đúng tiến độ các dự án trên địa bàn. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Cuộc sống lao động vất vả lại sớm quá chồng, một mình nuôi hai con. Nhưng cụ bà Nguyễn Thị Văn ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên vẫn sống trường thọ. Năm nay tròn 100 tuổi, cụ Văn vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Năm nay đã bước sang tuổi 100 nhưng cụ Văn vẫn có thể đi lại trò chuyện cùng con cháu. Cụ Văn có hai người con gái, 5 cháu và 5 chắt. Hiện tại cụ sống cùng người con gái lớn ở phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Con gái thứ hai của cụ đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng. Thi thoảng cụ Văn vẫn nói chuyện điện thoại cùng con và các cháu trong đó. Điều mà cụ vẫn thường nói với con cháu đó là phải trau dồi nâng cao kiến thức và giữ chữ tín. Cụ Văn đã sống tròn một thế kỷ nhưng mái tóc vẫn đen, hàm răng gần như vẫn còn nguyên vẹn. Những hôm trời mưa, cụ Văn vẫn thích ăn ngô rang. Thi thoảng, cụ Văn vẫn quét nhà và nhặt rau giúp đỡ con cháu. Cụ Văn chia sẻ bí quyết sống thọ của cụ là cuộc sống yêu lao động, chế độ ăn nhiều rau xanh và các loại thực phẩm. Điều quan trọng nhất để cụ minh mẫn ở tuổi già đó chính là việc các con, các cháu của cụ sống yêu thương, hòa thuận và hiếu thảo với cha mẹ. Thực hiện chương trình liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, hàng năm các cơ quan chuyên môn của hai địa phương thường xuyên trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng quy hoạch, đề án chiến lược, xây dựng phát triển nguồn nhân lực, cung cấp thông tin hạ tầng về du lịch và dịch vụ, định hướng và tạo điều kiện gắn kết các dịch vụ du lịch của mỗi địa phương, xây dựng tuyến du lịch kết nối. Hàng năm hai địa phương tổ chức các chương trình khảo sát điểm du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan thông tấn báo chí để xây dựng các tuyến du lịch liên tỉnh, đồng thời tuyên truyền quảng bá hoạt động du lịch. Thông qua các hoạt động đó đã xây dựng được các sản phẩm liên tỉnh như tuyến du lịch danh nhân Trần Hưng Đạo, Côn Sơn Kiếp Bạc, khu di tích đền chùa Tràng Kênh Hải Phòng, tuyến du lịch tâm linh sinh thái, đền thờ Lưỡng Quốc Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi Hải Dương, khu tưởng niệm Vương triều Nhà Mạc, rừng ngập mặn Đại Hợp Hải Phòng. Tuyến du lịch từ Hải Phòng đi đền Tranh, đền Khúc Thừa Dụ, múa rối nước Hồng Phong, đảo Cò Chi Lăng Nam. Tuyến du lịch từ Hải Phòng đi đền cao An Phụ, Côn Sơn Kiếp Bạc. Tuyến du lịch từ Hải Dương đi Cát Bà, Đổ Sơn. Định hướng kết nối tour tuyến du lịch khu vực sông Hồng, tổ chức gian hàng chung để quảng bá giới thiệu du lịch tại hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, tham gia các sự kiện quảng bá xúc tiến du lịch như hội chợ, triển lãm, lễ hội năm du lịch quốc gia đồng bằng sông Hồng Hải Phòng, lễ hội hoa phượng đỏ Hải Phòng, lễ hội các nà vàn Hải Dương. Kinh tế, văn hóa, xã hội của
tỉnh Hải Dương. Nghệ thuật hát văn hay còn được gọi là chầu văn, được xem là một trong những di sản văn hóa quý báu của dân tộc. Trải qua thăng trầm lịch sử, đã có lúc loại hình nghệ thuật này tưởng như bị lãng quên. Nhưng bằng tâm huyết, say mê, những thành viên trẻ của câu lạc bộ diễn xướng chầu văn Thiên Phú, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã và đang nỗ lực bảo tồn phát huy, đưa chầu văn đến gần hơn với công chúng. Câu lạc bộ diễn xướng chầu văn Thiên Phú hiện có hơn 30 thành viên, đều là những người trẻ tuổi, đam mê hát văn. Thời gian qua, câu lạc bộ đã mở một số lớp ngắn hạn để truyền dạy miễn phí cho nhiều đối tượng. Đam mê thì vì đi đến được với chầu văn, và không đam mê thì không thể đến được với chầu văn. Vì là đây là những người như chúng tôi đi hát chầu văn đều là từ bố mẹ, ông bà. Mong muốn nhất câu lạc bộ của chúng tôi là lúc nào cũng phát triển, trong không để mai một cái tín ngưỡng hát chầu văn. Với các loại nhạc cụ chính là đàn nguyệt, trống con, trống cái, phách, thanh la, đàn thập lục, đàn nhị, bầu, kèn, tạo nên không khí sôi nổi rộn ràng tưng bừng trong dàn diễn xướng hát chầu văn. Độc đáo của lối hát này không chỉ là sự trầm bổng nhấn nhá ở lối hát, câu hát, sự ứng diễn linh hoạt cuốn hút người nghe, mà còn thể hiện ở nhịp đàn, nhịp phách hài hòa và tinh tế. Từ nhỏ giờ cũng rất nghe chầu văn, mà chầu văn thì đã nghe đến là con người, tâm hồn cũng như là con người là lúc nào cũng phấn khởi, là nghe là nó khỏe mạnh lên. Cái lời hát chầu văn và cái làn điệu đó cứ từ nhịp phách, tiếng đàn, tiếng trống khi hòa quyện với nhau thì lại đi sâu tất cả vào được cái tâm lý của một người nghe. Cá nhân của tôi và cũng toàn thể như của các anh em của trong cái câu lạc bộ thì rất muốn là cái làn điệu hát chầu văn này có thể được lưu truyền và được rộng rãi ra cho tất cả mọi người. Đầu xuân đi lễ hội, mọi người sẽ được đắm mình trong những điệu chầu văn rộn rã, tươi vui. Đây cũng chính là lời nguyện ước một năm mới bình an, hạnh phúc đến với mọi người, mọi nhà. Thưa quý vị và các bạn, nói tới cấp cứu trong y học, chúng ta nghĩ ngay tới những ca bệnh khẩn cấp cần sự cấp cứu tức thì của các bác sĩ. Tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hưng Yên, có một thuật ngữ khác cũng để chỉ hoạt động cấp cứu trong bệnh viện nhưng ở tầm vĩ mô hơn và khẩn cấp hơn. Đó là báo động đỏ nội viện. Đây chính là mô hình cấp cứu mới có thể huy động sự tham gia nhanh nhất của đội ngũ các chuyên gia, bác sĩ của bệnh viện và ngân hàng máu sống cho những ca bệnh phức tạp. Nhờ có cấp cứu báo động đỏ nội viện tại Bệnh viện Sản Nhi mà nhiều ca bệnh nặng đã có cơ hội được cứu sống. Đây là gia đình bé Đỗ Mỹ Linh ở thôn Thuần Lễ, xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu. Đã gần một tháng kể từ khi bé được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi cứu sống bằng quy trình cấp cứu báo động đỏ nội viện. Gia đình bé vẫn ngỡ như vừa có một phép màu nhiệm đối với Mỹ Linh. 4 giờ sáng, ngày 4 tháng 1, bé Mỹ Linh khi ấy chưa được một tháng tuổi nhập viện vì viêm phổi, tím tái, không tỉnh táo, tim ngừng đập. Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi đã ngay lập tức kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Gia đình được các bác sĩ thông báo Mỹ Linh đang trong tình trạng nguy kịch. Đứng ngoài nhìn con, hai vợ chồng anh Luân chỉ biết khóc. Hơn một tiếng, bé Mỹ Linh được các bác sĩ cấp cứu là khoảng thời gian dài vô tận với vợ chồng anh Luân. Chưa bao giờ mình nghĩ rằng là cái phép màu nó xảy ra đâu. Nhưng trường hợp này là tận mắt mình đã nhìn thấy rồi, mà lại là trường hợp của con mình. Thì em nghĩ đây là một cái phép màu mà để được các bác sĩ cấp cứu là kịp thời để cho cháu được sống. Sướng lắm anh ạ, mừng lắm. Hôm nay là được bế cháu nằm trong sự nhờ các bác sĩ. Cảm ơn tấm lòng của các bác sĩ ở dưới Sản Nhi Hưng Yên. Mô hình cấp cứu báo động đỏ nội viện đã được triển khai tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh từ tháng 10 năm 2018. Hơn 4 tháng triển khai, đã có hơn 10 ca bệnh nặng được cứu sống tại Bệnh viện Sản Nhi. Bệnh viện đã tập hợp danh sách các bác sĩ và chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, trách nhiệm, tham gia vào cấp cứu báo động đỏ nội viện, đồng thời thành lập đội hiến máu tình nguyện, sẵn sàng hiến máu cho bệnh nhân khi cần. Ngay khi nhận thấy người bệnh có các dấu hiệu nặng, đe dọa tính mạng, sốc phản vệ, sốc nhiễm khuẩn, ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, băng huyết, vỡ tử cung, v.v., trưởng ca trực cấp cứu sẽ kích hoạt chế độ cấp cứu báo động đỏ bằng điện thoại tới các bộ phận liên quan, đội ngũ bác sĩ và chuyên gia của bệnh viện.
3 đến 5 phút là đã huy động được tất cả các đồng chí chuyên khoa đến để huy động được cái trí tuệ của các bác sĩ chuyên ngành đến để cấp cứu cho bệnh nhân trong kịp thời. Sau khi chúng tôi đã có hội chẩn các bác sĩ chuyên khoa chuyên ngành rồi thì chúng tôi đã tập trung trí tuệ và đã đưa được ra các cái chuẩn đoán cũng như là cái phác đồ cấp cứu kịp thời cho người bệnh. Mô hình cấp cứu báo động đỏ nội viện tại Bệnh viện Sản Nhi đã tăng cơ hội sống cho nhiều thai phụ và bệnh nhi nặng. Đây là một bước phát triển trong cấp cứu bệnh nhân. Nó xuất phát từ tấm lòng lương y như từ mẫu, sự tận tụy và trách nhiệm với công việc của các y bác sĩ. Mô hình này rất cần được nhân rộng và tiếp tục phát triển quy trình cấp cứu liên viện trong ngành y tế tỉnh để nhiều ca bệnh nặng được cấp cứu kịp thời. Năm 2019, Ban Thường vụ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phát động chủ đề Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch, nghiêm túc thực hiện chỉ thị của tỉnh ủy. Ngay từ những ngày đầu năm 2019, huyện Thuận Thành đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, đồng bộ. Huyện Thuận Thành có 18 xã, thị trấn với lượng rác thải rắn sinh hoạt thu gom vận chuyển và xử lý trên địa bàn là hơn 21.000 tấn một năm, trung bình hơn 87 tấn một ngày đêm. Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, huyện đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp cụ thể như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, thu gom phân loại rác thải tại nhà, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đưa vào khai thác sử dụng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt với công suất 225 tấn một ngày đêm. Vì vậy đã xử lý triệt để lượng rác thải ra mỗi ngày trên địa bàn huyện. Đến thời điểm này, Thuận Thành đã hoàn thành 100% việc xử lý rác thải tồn đọng, cấp 660 xe gom rác đẩy tay cho các xã và hơn 900 bộ quần áo bảo hộ lao động cho công nhân làm công tác vệ sinh tại các thôn xóm. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi 2019, từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 người, bị thương 5 người. So với kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, tai nạn giao thông giảm 2 vụ, giảm 2 người chết, giảm 3 người bị thương. Địa phương xảy ra tai nạn giao thông là Phục Cừ, Ân Thi, Văn Lâm và thành phố Hưng Yên. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện thiếu chú ý quan sát khi chuyển hướng, không làm chủ tốc độ. Về tình hình ùn tắc giao thông, có xảy ra ùn tắc cục bộ trước Tết tại khu vực chợ đầu trên quốc lộ 38B Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, các vị trí bắn pháo hoa đêm giao thừa. Trong công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng chức năng tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 400 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 300 triệu đồng. Trong đó vi phạm nồng độ cồn 28 trường hợp, thu phạt gần 60 triệu đồng. Hiện nay đang là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội tại các địa phương nên tình hình trật tự an toàn giao thông sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người dân cần nêu cao trách nhiệm, ý thức khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nhằm ngăn ngừa và phòng tránh tai nạn giao thông. Từ đầu năm 2019 đến nay, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Nam Định đã thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, đảm bảo thị trường ổn định, an toàn. Trong vòng khoảng 2 tháng thực hiện đợt cao điểm kiểm soát thị trường, từ giữa tháng 12 năm 2018 đến nay, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức trên 500 lượt kiểm tra và tham gia hàng chục lượt kiểm tra liên ngành xử lý, phạt hành chính hàng trăm vụ, phát hiện, thu hồi, tịch thu nhiều hàng hóa vi phạm về vấn đề đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo hiệu quả công tác quản lý kiểm soát toàn diện thị trường cho năm 2019, Cục Quản lý Thị trường tỉnh tiếp tục tập trung cho việc kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động thương mại điện tử, rượu, thuốc lá, khí dầu mỏ hóa lỏng, thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền. Chú trọng chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu trên khâu lưu thông, kết hợp với công tác quản lý địa bàn có hiệu quả. Nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cả về nhận thức và hành động của người dân, các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chống sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái.